Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống hoàng gia. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh Nhôm đúc Hoàng Nguyễn. Tôi là Nguyễn Xuân Thủy, CEO của công ty. Hôm nay tôi sẽ review cho anh quý anh chị các bạn nhà anh Cường ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Anh Cường này, nhà anh Cường này có nắp là một bộ cổng này, một bộ cổng chính, một bộ cổng phụ, một tấm hàng rào mã đáo thành công. Bên là bên hông, một bên hông là một cái tấm hàng rào nhỏ. Nhà anh Cường thì nắp motor tự động. Bác Cường này là người Việt Nam nhưng gốc Trung Quốc. Bác sang đây cũng phải được 20 năm rồi. Trên này có các cái đèn này. Nhà bác Cường này là nắp motor tự động này. Cổng là bộ cổng Buckingham mẫu mới. Sẽ review cho qua cho các bạn xem. Anh chị các bạn thấy là bộ cổng này khá là cân đối giữa chiều cao đỉnh vai và chiều rộng. Đường nét hoa văn này rất là sắc. Bộ cổng Buckingham mẫu mới này, bên dưới là các cái ba cái bông hoa được đắp nổi hoa dây, đây là cổng phù điêu. Tôi review vào cho các anh chị các bạn xem. Tục bằng công nghệ chân không nên nó rất là nhẵn này. Phù điêu có con sư tử và con ngựa. Giữa là có cái nẹp cửa nha anh chị các bạn nhé, nhìn nó rất là đẹp. Nẹp cửa. Cái bộ cổng Buckingham này tôi đã review rất nhiều lần ở trong chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Này là tôi review qua lắp công trình thực tế. Màu này màu đồng đỏ nền nâu, màu đồng đỏ nền nâu. Anh chị các bạn có thể xem có độ mịn và độ nhẵn. Bên cạnh là cổng phụ nhé các bạn nhé. Cạnh là cổng phụ này. Cạnh cổng phụ rất là đẹp. Bên cạnh là cái tấm hàng rào tấm tranh mã đáo thành công được thiết kế rất hài hòa. Tôi sẽ review sau sát vào để anh chị các bạn xem chi tiết bức tranh này. Anh chị các bạn cần mà đặt tranh bức tranh mã đáo thành công này thì gọi điện tôi nhé, số điện thoại là 0987 863 600. Nắp trong nhà rất là tốt, vượng khí, công việc thì thuận lợi, kinh doanh thì ngày càng phát triển, công việc thì thuận lợi, mọi việc may mắn. Bức tranh này tôi vì review sâu hơn, chi tiết hơn, chị bạn xem. Thiết kế rất tinh xảo. Đây là công trình ở trong nhà anh Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hai bộ cổng, cổng chính, cổng phụ, một bức hàng rào, đèn thì có 4-5 cái đèn. Nhà thì không to nhưng mà cổng và hàng rào là rất đẳng cấp. Các chị, các bạn cần tư vấn về sản phẩm cổng nhôm đúc thì hãy alo tôi nhé.
số điện thoại là như trên màn hình các bạn nhé, và số điện thoại tôi vừa đọc. Các anh chị các bạn có thể vào YouTube kênh Nhung Đúc Hoàng Nguyễn.com để được xem chi tiết các cái video mà bên Nhung Đúc Hoàng Nguyễn đã xây dựng. Các anh chị các bạn có bình luận gì, có nhu cầu đặt cái sản phẩm cổng Nhung Đúc thì một là gọi điện, hai là có thể để lại số điện thoại bên dưới cái video. Các anh chị các bạn thấy hay thì có thể là share, chia sẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi, kênh Nhung Đúc Hoàng Nguyễn. Nhung Đúc Hoàng Nguyễn thì là thương hiệu dẫn đầu, luôn làm ra những cái sản phẩm tinh tế, tỉ mỉ, chất lượng, phục vụ quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem video này. Chúc anh chị và các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Nhung Đúc Hoàng Nguyễn xin chào tạm biệt nhé. Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống Hoàng gia.